Hoan hỷ chào đón quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Kính chúc quý vị và các bạn ngày mới luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Ngày hôm nay, Minh Tử Vi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi thứ bảy ngày 10 tháng 6 năm 2023, và theo âm lịch hôm nay là ngày 23 tháng 4 năm Quý Mão. Ngày này là ngày Kỷ Hợi tháng Đinh Tỵ năm Quý Mão, và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ Hoàng đạo trong ngày gồm có giờ Ất Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Mậu Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Canh Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thanh Long, giờ Tân Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Minh Đường, giờ Giáp Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Bảo Quang. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Giáp Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Bính Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thìn Lao, giờ Đinh Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Kỷ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Cao Trận, giờ Nhâm Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Quý Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Chủ Tước. Về ngũ hành niên mệnh bình địa mộc, ngày kỷ hợi tức can khắc chi, nghĩa là thổ khắc với thủy, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm bình địa mộc kỷ tuổi quý tỵ ất mùi, ngày thuộc hành mộc khắc với hành thổ, đặc biệt là tuổi tân mùi kỷ dậu đinh tỵ thuộc hành thổ không sợ mộc. Ngày hợi lục hợp với dần, tam hợp với mão và mùi thành mộc cục, xung với tỵ hình hợi hại thân phá dần và tuyệt ngọa. Vài tuổi xung khác trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Tân Tỵ, Đinh Tỵ, tuổi xung trong tháng, tuổi Kỷ Hợi, Quý Sửu, Quý Tỵ và Quý Mùi. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Địa Tài tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, sao Nguyệt Ân tốt mọi việc, sao Dịch Mã tốt mọi việc, nhất là về xuất hành, sao Kim Đường Hoàng đạo tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Nguyệt phá, xấu về xây dựng nhà cửa, sao Thần Cách kỵ về tế tự, sao Vãng Vong hay còn gọi là sao Thổ kỵ, kỵ về xuất hành, cưới hỏi, cầu tài lộc, khởi công, động thổ. Và đặc biệt đó, ngày 10 tháng 6 năm 2023, tức là ngày 23 tháng 4 năm Quý Mão, ngày này là ngày Vãng Vong, cũng là ngày Nguyệt kỵ, mùng 5, 14, 23. Đi chơi còn thiệt nữa là đi buôn, dân gian thường gọi ngày này là ngày nửa đời nửa đoạn, nên làm việc gì cũng chỉ đạt được giữa chừng, khó đạt được kết quả như ý muốn. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng đông bắc, tài thần hướng chính nam. Và sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tử vi 12 con giáp thứ bảy ngày 10 tháng 6 năm 2023 chi tiết cụ thể chính xác nhất nhé. Tử vi thứ 7, ngày mùng 10 tháng 6 năm 2023 của tuổi Tý. Bước sang ngày mới, được thiên tài xuất hiện trong vận trình, nên những người tuổi Tý hôm nay sẽ có may mắn bất ngờ trong những công việc phụ, nghề tay trái, làm thêm. Tuổi này được thần tài đem cho của khá nhanh nhưng cũng dễ mất lộc, khuyên bạn chỉ nên làm ăn chậm rãi, không hấp tấp hay ham trò đỏ đen kẻo lộc lá tiêu tán. Ngày có tam hội chiếu cố nên mặt ngoại giao của Tý phải nói là mỹ mãn. Hôm nay nhiều bạn ký kết được hợp đồng nhờ ăn nói khéo léo, đi xin việc cũng suôn sẻ hơn người nhờ nhanh miệng. Sự chủ động của con giáp này trong ngày hôm nay cũng đem lại tính dung hòa trong mọi mối quan hệ. Tài lộc ổn định nhờ cục diện hai hành thủy tương hòa. Khuyên Tý nên biết hài lòng với những gì mình có ở thời điểm hiện tại. Sau dịch bệnh kinh tế chưa thể phát triển mạnh được, đủ ăn đủ tiêu mỗi ngày là có phước rồi, chớ tiêu xài hoang phí. Câu quyết cho các tuổi Tý. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh kim, đừng cố gắng làm hài lòng thiên hạ. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh thủy, sống vì người mình yêu quý, đừng bi quan. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh hỏa, nên dùng tình cảm để nói chuyện, đừng dùng tiền. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh thổ, bi quan không giải quyết được vấn đề gì cả. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh mộc, tiền đã mượn thì nhớ trả. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm,
đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn: số 14, số 94, số 27. Giờ tốt: từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường: xanh lam, đỏ. Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 7, ngày mùng 10 tháng 6 năm 2023 của tuổi Sửu. Ngày thứ 7 này, người tuổi Sửu lâm tỷ kiên chiếu mệnh nên phải hết sức cẩn thận với đối thủ làm ăn hoặc đồng nghiệp. Hôm nay nếu có dự định triển khai các công việc quan trọng thì không được như ý vì có tiểu nhân đứng sau cản trở, không muốn bạn vượt mặt. Đường tình cảm may mắn được tam hội cục nâng đỡ nên những khúc mắc trong họ hàng được giải quyết. Con cái, cha mẹ của bạn hôm nay bình an, gặp hung hóa cát, được ơn trên nâng đỡ. Sửu nên chăm chỉ hành thiện để thời gian tới tránh được vạ lây bất ngờ. Vận tiền bạc không tốt do ngũ hành thổ khắc thủy. Ra đường bạn nên cẩn thận xe cộ đi lại, túi sách và điện thoại thì nên cất ở nơi an toàn. Nếu có người hỏi vay tiền thì không nên cho bởi khả năng đòi lại cực kỳ thấp. Câu quyết cho các tuổi Sửu. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh kim, sống biết điều nhưng gặp kẻ vô tâm. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh thủy, không nên ôm quá nhiều việc vào thân. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh hỏa, hôm nay không nên đi xa. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh thổ, cẩn thận trong nhà có người ốm đau. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh mộc, cẩn thận chuyện tiền bạc, đề phòng kẻ trộm. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn: số 11, số 36, số 72. Giờ tốt: từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường: cam, vàng. Quý nhân phù trợ: Tị, Dậu. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 7, ngày mùng 10 tháng 6 năm 2023 của tuổi Dần. Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy đường công việc của người tuổi Dần hanh thông nhờ chính quan trợ vận. Những người đang ngóng tin tức thi cử, du học, xin việc hoặc chuẩn bị xuất ngoại sẽ gặp nhiều may mắn trong ngày. Bạn làm việc có trách nhiệm, thẳng tính, mất lòng trước nhưng được lòng sau, ai cũng nể. Tương phá chiếu mệnh đe dọa đến đường tình cảm của con giáp này. Nhiều người đang có lục đục với bạn bè hoặc anh chị em trong nhà nhưng không chịu giải quyết. Ra đường hay gặp vạ lây, có kẻ ném đá giấu tay nên bạn phải hết sức cẩn thận. Vận tiền tài của Dần hôm nay nảy nở, đơm hoa kết trái nhờ thủy dưỡng mộc. Nhất là người theo nghiệp kinh doanh thì nên chuẩn bị tinh thần có thêm hợp đồng mới, khách hàng mới. Sắp tới đỡ đau đầu vì tiền hơn, có thể ngủ ngon mà không phải lo lắng về tiền nong. Câu quyết cho các tuổi Dần. Tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh thủy, không được tin tưởng bạn bè quá nhiều. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh hỏa, ngày này hạn chế ăn nói hấp tấp. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh thổ, không nên đi du lịch trong hôm nay. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh mộc, chú ý đến chế độ ăn uống. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh kim, có bạn bè không tốt, chơi không thật. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn: số 77, số 16, số 09. Giờ tốt: từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường: nâu, xanh lam. Quý nhân phù trợ: Ngọ, Hợi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 7, ngày mùng 10 tháng 6 năm 2023 của tuổi Mão. Vận trình ngày mới gặp thiên quan chiếu mệnh, cảnh báo tuổi Mão muốn yên bình thì nên tránh xa những người có chức quyền trong công việc hôm nay. Những người đang làm quản lý, chức lớn ở cơ quan cũng nên cẩn thận để giữ ghế mình đang ngồi, an phận thủ thường không ganh đua là ổn nhất. Bù lại chuyện tình cảm tốt hơn hẳn nhờ tam hợp độ mệnh. Tuổi này gặp hung hóa cát, có người nâng đỡ nên tránh được kha khá hung hiểm trong công việc,
gia đình. Có chuyện gì bức bối thì nên tâm sự với người thân trong nhà, đừng vạch áo cho người xem lưng. Lộc lá đến với Mão khá nhiều nhờ thủy sinh mộc. Người kinh doanh tuy không hẳn là phát tài nhưng hàng hóa cũng gọi là bán chạy. Bản mệnh làm ăn uy tín, chất lượng sản phẩm luôn được đảm bảo nên giành được lòng tin của khách hàng, trời thương nên làm gì cũng ra tiền. Câu quyết cho các tuổi Mão. Tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh thủy, bạn không cần đến sự trợ giúp của mọi người. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh hỏa, tự làm tự ăn không dựa dẫm người ngoài. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh thổ, có lẽ con giáp này cần suy nghĩ thực tế hơn. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh mộc, không còn vướng bận cơm áo, gạo tiền. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh kim, bạn thuận lợi hơn hẳn so với thường lệ. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 10, số 58, số 81. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, đen, trắng. Quý nhân phù trợ, Hợi, Mùi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 7, ngày mùng 10 tháng 6 năm 2023 của tuổi Thìn. Thứ 7 này, tuổi Thìn lâm kiếp tài án ngữ nên đi làm không được gây thù hằn hay hấp tấp, bạn sẽ nhận được nhiệm vụ mới hoặc bị người khác gây khó khăn. Nhưng nếu bạn vượt qua được thử thách trong ngày thì sau này không ai có thể ăn hiếp bạn được nữa. Cục diện thổ khắc thủy dự báo những lời đồn đoán vô căn cứ có thể khiến cho tình yêu và gia đình của bản mệnh đứng trước đầu sóng ngọn gió. Bạn có thể gặp phải những chuyện thị phi, phiền hà ảnh hưởng đến tình cảm cá nhân. Thìn không nên coi nhẹ những khoản nợ nhỏ hay quà cáp biếu xén, có đi phải có lại thì mới toại lòng nhau. Tử vi cho biết có người đang chấp nhặt, nói xấu bạn vì chuyện tiền nong, thăm hỏi nên hãy cẩn thận. Câu quyết cho các tuổi Thìn. Tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh hỏa, hôm nay không nên ăn nói nặng lời. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh thổ, to tiếng không giải quyết được việc gì cả. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh mộc, gặp khó khăn là có người cứu giúp. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh kim, đừng chấp nhặt những người vô tâm. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh thủy, đi đâu cũng nên nói cho người nhà một câu. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 21, số 84, số 13. Giờ tốt, từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, nâu. Quý nhân phù trợ, Dậu, Tý. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 7, ngày mùng 10 tháng 6 năm 2023 của tuổi Tỵ. Với người tuổi Tỵ, vận số được ông trời phù hộ, cộng thêm vận có chính ấn chiếu mệnh nên những người đang thi cử, học lên cao hoặc đi học sẽ có lợi hơn những người khác. Tuy nhiên, nếu muốn phát triển thêm thì Tỵ cần nhanh nhẹn, khéo miệng hơn nữa, đôi lúc bạn còn khá chậm chạp nên công việc bị đình trệ. Đường tình cảm có mâu thuẫn, có điểm đào hoa xấu, tư tưởng ngoại tình vấp phải tương hại. Các bạn trẻ đang yêu đừng mù quáng, nên nghe lời khuyên của cha mẹ để đỡ bị lừa tình. Tỵ hay giúp người nhưng toàn bị người ta phủi ơn, ăn cháo đá bát nhưng vẫn hoan hỉ bỏ qua. Vì thủy khắc hỏa nên đường công danh và tiền bạc ở thời điểm hiện tại vẫn chưa được như ý. Bản mệnh nên dành tiền để mua sách, đi học và nâng cao các kỹ năng cho mình, từ đó khi có cơ hội thì bạn mới dễ dàng nhận biết và tăng thu nhập cho mình. Câu quyết cho các tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa, nên đầu tư cho bản thân nhiều hơn. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ, thời tiết thay đổi chóng mặt nên sức khỏe kém. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh mộc, bạn mệt mỏi vì chịu nhiều áp lực. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh kim, đau đầu vì chuyện trong nhà. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh thủy, không nên ôm hết việc vào thân. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm,
đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn, số 19, số 25, số 07. Giờ tốt, từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, đỏ, cam. Quý nhân phù trợ, Sửu, Dậu. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 7, ngày mùng 10 tháng 6 năm 2023 của tuổi Ngọ. Xem tử vi hàng ngày phương Đông cho thấy, người tuổi Ngọ đang có được những dấu hiệu đáng mừng, nên sẵn sàng đón nhận tin vui trong công việc vì có thiên ấn trợ vận, đặc biệt là những người làm công chức, y dược, kỹ thuật. Bạn may mắn bởi lúc nào cũng làm việc dựa trên nguyên tắc tình thương và trách nhiệm. Đó là kim chỉ nam trong cuộc sống giúp bạn hanh thông và suôn sẻ. Vì thủy khắc hỏa nên con giáp này có thể gặp phải một số trở ngại trong vận tình cảm. Hãy dùng thái độ kiêm tốn, bình tĩnh để đối phó, đừng bướng bỉnh kẻo có người vin vào đó mà gây hiềm khích, mâu thuẫn với bạn. Tiền bạc chi tiêu khó kiểm soát, muốn tiết kiệm cũng khó vì thời gian gần đây có quá nhiều khoản bắt buộc bạn phải bỏ tiền ra để lo. Nên chấp nhận sống tiết kiệm một chút trong thời gian này để sau này đỡ phải lo lắng chuyện tiền nong. Câu quyết cho các tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim, bạn đừng ngại nhờ mọi người hỗ trợ. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, mọi thứ đều không suôn sẻ như bạn nghĩ. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, việc gì cũng đến tay, làm gì cũng phải có mặt. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, công việc không như ý nên rất bực bội. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, đừng tiêu pha bừa bãi. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn, số 58, số 31, số 79. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, hồng, nâu. Quý nhân phù trợ, Tuất, Dần. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 7, ngày mùng 10 tháng 6 năm 2023 của tuổi Mùi. Bản mệnh tuổi Mùi bước sang ngày mới gặp tỷ kiên chiếu mệnh, nên trong ngày làm việc khá cô đơn, việc gì cũng đến tay. Nhiều chuyện không đáng để nói nhưng vẫn bị người khác lôi ra làm khó. Mùi nên cẩn thận với bạn làm ăn, cấp dưới hoặc những người đang cạnh tranh làm ăn trực tiếp với mình. Tam hợp chiếu cố cho đường tình cảm của Mùi. Mặt nhân duyên vượng, đôi lứa yêu đương nồng cháy. Thế nhưng bạn phải năng ra ngoài gặp gỡ mọi người lên chứ đừng ru rú trong nhà, thế thì đến bao giờ mới gặp được quý nhân. Chuyện tiền bạc bất ổn vì thổ khắc thủy. Hôm nay Mùi đừng hy vọng đòi được nợ hay vay được tiền từ người ngoài, chỉ có thể dựa vào người trong nhà mà thôi. Chìa khóa để tiết kiệm được số tiền lớn thì phải bắt đầu từ những số tiền còn con như tiền cà phê, tiền trà sữa, tiền mua hoa. Câu quyết cho các tuổi Mùi. Tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, cha mẹ ăn ở hiền lành để đức cho con. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, hay bị kẻ tiểu nhân nhòm ngó. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, là những người đáng tin cậy, có tài trí. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, chăm làm phước thì sẽ được hưởng phúc. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, tương lai gần có nhiều tin vui. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn, số 68, số 30, số 90. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, vàng. Quý nhân phù trợ, Ngọ, Mão. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 7, ngày mùng 10 tháng 6 năm 2023 của tuổi Thân. Tuổi Thân bước sang ngày mới, lâm thương quan án ngữ, nên đường công việc không tốt, cẩn thận bị mất chức, nhảy việc bất ngờ hoặc thôi học giữa chừng. Làm ăn không có lãi, đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn vì công việc dẫn đến tâm trạng bực bội. Đường tình cảm lâm tương hại nên có điểm chia ly, chia tay, giận dỗi xa cách.
Nhiều người sắp phải tiễn người thân, người yêu đi ra nước ngoài hoặc đi làm xa. Tâm trạng thì bất ổn, toàn thu hút những người không bình thường, hôm nay không phải là ngày vui đối với bạn. Cũng may là nhờ cục diện thủy sinh kim nên bạn có nhiều cơ hội thành công với vụ làm ăn mới. Thành công lớn đến từ những món tiền nhỏ, bản mệnh có quyền hy vọng vào tương lai nếu chịu khó kiếm tiền, góp nhặt từng đồng. Câu quyết cho các tuổi thân. Tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh thủy, điềm báo hôm nay có cạnh tranh, bất hòa. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh hỏa, coi chừng quản lý tài chính cẩn thận. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh thổ, người làm công ăn lương có thu nhập khá. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh mộc, bạn dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh kim, nên trả ơn người đã giúp mình lúc khó khăn. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 33, số 76, số 81. Giờ tốt, từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường, bạc, ánh kim. Quý nhân phù trợ, Thìn, Tý. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 7, ngày mùng 10 tháng 6 năm 2023 của tuổi Dậu. Xem tử vi cho thấy, người tuổi Dậu nhờ có kim dưỡng cho thủy nên Dậu khá may mắn, thoát được hoạn nạn trong công việc hôm nay. Thực ra bản thân bạn cũng biết rằng mình còn nhiều thiếu sót, khả năng còn bị giới hạn nên rất khiêm tốn, chịu khó lắng nghe mọi người góp ý nên ông trời che chở để mọi việc như ý. Dậu rất hòa đồng với những người xung quanh khiến người khác cảm thấy dễ chịu khi tiếp xúc với mình. Hôm nay đi xa hay gặp khó khăn cũng được người khác giúp đỡ, tránh được họa, ăn ở có phúc thì có phần, Dậu đừng sợ thiệt thân bởi quả ngọt đang đến với bạn. Nhờ có thực thần nâng đỡ nên lộc lá vây bám xung quanh bản mệnh. Nay bạn có lộc ăn uống, quà cáp hoặc được cho tiền. Dậu là người vui vẻ, lạc quan nên không khó để tìm được lộc lá từ những người mình quen biết. Câu quyết cho các tuổi Dậu. Tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh thủy, bản mệnh có cơ hội gặp người tốt. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh hỏa, đừng giấu những yếu kém của bản thân. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh thổ, sự thành thật sẽ mang lại may mắn cho bạn. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh mộc, quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn nữa. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh kim, đừng vì lòng tự cao mà đánh mất bạn bè. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 4 sao. Con số may mắn, số 18, số 30, số 84. Giờ tốt, từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, xanh lá. Quý nhân phù trợ, Tỵ, Sửu. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 7, ngày mùng 10 tháng 6 năm 2023 của tuổi Tuất. Người tuổi Tuất là con giáp tốt tính, hiếm khi gây thù chuốc oán với người khác, nhưng vì ngày hôm nay có kiếp tài lâm vận, nó cảnh báo công nghệ giáp này nên cẩn thận với cấp dưới, đồng nghiệp của mình. Việc thì nhiều nhưng tiểu nhân cứ muốn vẽ thêm việc cho bạn làm. Tâm trạng bực bội không có lối thoát khiến công việc bị đình trệ, chậm tiến độ. Chuyện tình cảm của bản mệnh không được tốt lắm vì thổ khắc thủy. Bạn đang buồn phiền vì các mối quan hệ trong gia đình không được như ý, điều đó ảnh hưởng nhiều đến tâm trạng gần đây, làm gì cũng thấy khó khăn vì không ai giúp đỡ. Đường tiền bạc khá ảm đạm trong ngày thứ 7 này. Dù là mua sắm hay đầu tư bất kỳ một thứ gì, bạn cũng không nên vì cả nể mà giao dịch. Nhưng theo một cách nhìn tích cực, thì bạn có thể tự quyết định vận mệnh của mình cũng là may mắn rất lớn rồi. Câu quyết cho các tuổi Tuất. Tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa, không nên cho vay mượn đồ đạc. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ, đi ra ngoài nhớ khóa cửa cẩn thận. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc, hạn chế trèo cao, đi ra ao hồ sông suối. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh kim, không được chủ quan với bệnh vặt. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh thủy, suy nghĩ nhiều chỉ làm tổn hại sức khỏe. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá,
đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 5 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 11, số 30, số 77. Giờ tốt, từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường, nâu, cà phê. Quý nhân phù trợ, Ngọ, Mão. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 7, ngày mùng 10 tháng 6 năm 2023 của tuổi Hợi. Vận trình ngày thứ 7 này, con đường sự nghiệp của Hợi cực kỳ sáng lạn nhờ có chính quan nâng đỡ. Con giáp này có thể mong chờ tin vui từ thi cử, thăng chức, xin việc hoặc lương thưởng. Nhìn chung mọi việc đều dễ dàng, không gặp chút trở ngại nào, cứ thế mà bước tới mục tiêu đã định. Vận tình cảm lâm tự hình nên gần đây bản mệnh hay lo nghĩ nhiều vì gia đình và bản thân. Bạn thấy mình sống vì người khác nhưng người ta không nghĩ cho mình, làm gì cũng phải xét nét, suy nghĩ kỹ càng. Tâm trạng tủi hờn, dễ cáu gắt với những người xung quanh. Tiền bạc ổn hơn nhờ cục diện hai hành thủy tương hòa. Những nỗ lực của bạn từ trước giờ sẽ được đền đáp bằng tiền bạc. Sắp tới có nhiều chuyện quan trọng cần đến tiền nên hãy chi tiêu cẩn thận. Câu quyết cho các tuổi Hợi. Tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa, tránh được tai họa nhờ phước lớn. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ, không kiểm soát được tính nóng này. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, đừng để cảm xúc khiến tình cảm ruột thịt đổ vỡ. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, mệt mỏi không biết làm gì để cứu vãn tâm trạng. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, nên tập thể dục thường xuyên cho khỏe người. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 85, số 57, số 34. Giờ tốt, từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, đen. Quý nhân phù trợ, Mùi, Mão, Dần. Vâng, quý cô bác và anh chị kính mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý cô bác, anh chị sẽ có một ngày nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.